Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Đầu tháng 2 vừa rồi, em đã gửi đến anh em một video về chương trình bán hàng của Hyundai Accent. Thời điểm đó thì có cả xe sản xuất năm 2022 và xe sản xuất năm 2023. Nhưng hiện tại, thời điểm giữa tháng 2 này, hai phiên bản Accent số tự động đều đã hết xe sản xuất năm 2022 và chỉ còn xe Accent MT bản đủ và MT bản tiêu chuẩn là còn xe sản xuất năm 2022 thôi. Hiện tại, bên em cũng đang có cái chương trình khuyến mại rất là tốt cho xe sản xuất năm 2023. Và cụ thể chương trình bán hàng như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video này. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, phiên bản cao cấp nhất, đó là Hyundai Accent AT bản đặc biệt. Thì trong video trước, em xả kho xe màu đen Vin 22 với cái giá bán là 485 triệu và Vin 23 là 515 triệu. Thì tại thời điểm giữa tháng 2 năm 2023 này, em bán cho anh em với cái giá là 510 triệu và tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là giảm thanh nhiệt, thứ hai đó bọc vô lăng bằng da, thứ ba đó một bộ thảm để chân, thứ tư đó là một lọ nước hoa, thứ năm đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng. Như vậy là anh em được giảm 35 triệu tiền mặt vì cái giá niêm yết của Hyundai Accent bản đặc biệt là 545 triệu. Căn cứ vào giá bán là 510 triệu, em có tính cái chi phí ra biển số đan bánh tại các địa phương để anh em nắm được và cân đối cái tình hình tài chính của mình. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 597 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 586 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 578 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 567 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình, chưa bao gồm những phụ phí ngoài và bảo hiểm thất vỏ, cũng như là những cái chi phí vận chuyển, chi phí đi lại của anh em. Anh em nào ở xa thì anh em nên cân đối cho em những chi phí đó. Và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ trực tiếp tốt nhất cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, thì tại thời điểm này anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe theo cái thẩm định của ngân hàng, tương đương với số tiền là 433 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,8 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,3 triệu. Với cái số tiền này thì anh em đang được ưu đãi với cái mức lãi suất năm đầu tiên là 1% trên một tháng. Từ năm thứ hai trở đi, biên độ sẽ dao động là khoảng 1,1 cho đến 1,2% trên một tháng, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa như vậy, chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 164 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 153 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 144 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 133 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí sau. Thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ, trị giá là 7 triệu. Thứ hai đó là chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe. Và trước đây anh em gần như là phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay, nhưng tại thời điểm này em sẽ tìm ngân hàng hỗ trợ cho anh em không phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Anh em lưu ý cho em sẽ hỗ trợ cho anh em những ngân hàng tốt nhất và tiết kiệm chi phí cho anh em nhất. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai, đó là Hyundai Accent 1.4 AT bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của phiên bản này là 505 triệu và đây là xe sản xuất năm 2023. Như trong phần đầu video em cũng đã giới thiệu qua, đó là bên em hết xe sản xuất năm 2022 rồi. Và với cái giá bán 475 triệu thì em nghĩ anh em nên lấy xe sản xuất năm 2023 vì nó cũng chênh lệch không nhiều so với thời điểm trước. Vì thời điểm trước em bán xe sản xuất năm 2022 có 460 triệu thì con lệch cũng 15 triệu thôi. Thì tại thời điểm này anh em lấy xe 23 cũng là phù hợp. Anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như bản Accent đặc biệt em vừa mới giới thiệu, anh em có thể nhìn trên màn hình. Căn cứ vào giá bán mới là 475 triệu, em có tính cái chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 557 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 547 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 538 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 528 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí, anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là 403 triệu nhưng sẽ tùy thuộc vào cái tình hình thẩm định của ngân hàng. Không phải anh em nào cũng vay được tối đa cái mức này đâu ạ. Và với gói vay tối đa như vậy thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,2 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,2 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 4 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo.
Với gói vay này là anh em đang được ưu đãi với cái mức lãi suất là 1% trên một tháng trong năm đầu. Từ năm thứ hai trở đi, biên độ sẽ dao động là khoảng 1,1 cho đến 1,2%. Anh em lưu ý, anh em nào mà chứng minh được nguồn thu nhập bằng hình thức lương chuyển khoản thì em sẽ hỗ trợ cho anh em vay ngân hàng với cái mức lãi suất ưu đãi là khoảng 0,8% trên một tháng. Và những anh em nào ở Hà Nội hay là trong cái bán kính 100 km đổ lại, em sẽ hỗ trợ cho anh em nếu vay tối đa anh em không phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Anh em nhớ cho em vấn đề này. Và những anh em nào vay dưới 75% thì mặc định em sẽ hỗ trợ là không phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay. Còn những anh em nào ở tỉnh xa, anh em vay với mức tối đa thì tại thời điểm này gần như là anh em sẽ phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay. Và với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 154 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 144 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 134 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 124 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải mua bảo hiểm thân vỏ trị giá là 6,6 triệu, chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe, thêm hai chi phí này ạ. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ 3, phiên bản số sàn, đó là Hyundai Accent MT số sàn bản đủ. Giá niêm yết là 475 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 2, giữa tháng 2 này là 435 triệu. Anh em lưu ý đây vẫn là xe sản xuất năm 2022 và hiện tại bên em cũng không còn đủ màu cho anh em. Hiện tại bên em có màu đen giao ngay, còn những màu trắng hay những màu khác thì bên em cũng hết xe rồi. Và vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản Hyundai Accent bản đặc biệt và tiêu chuẩn. Ngoài ra thì tặng kèm thêm anh em một chiếc camera hành trình. Căn cứ vào giá bán là 435 triệu, em có tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 514 triệu, anh em nào ở Sài Gòn 504 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 494 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 485 triệu. Chi phí lăn bánh ra biển số trên đã bao gồm những khoản chi phí, anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 369 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7,5 triệu, trong đó gốc chia đều là 3,8 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 3,6 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 144 triệu, anh em ở Sài Gòn là 135 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 125 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 115 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị cho em những khoản chi phí phát sinh sau. Thứ nhất đó là bảo hiểm thất vỏ trị giá là 6 triệu. Thứ hai đó là chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe. Và tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản cuối cùng, đó là Hyundai Accent MT bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết là 435 triệu và tại thời điểm giữa tháng 2 này giá bán cho anh em là 395 triệu. Và đây vẫn là xe sản xuất năm 2022. Và anh em lưu ý cho em còn rất là ít xe. Phiên bản này chỉ có hai màu để anh em lựa chọn thôi, đó là màu trắng và màu bạc. Nhưng hiện tại em chỉ còn màu trắng thôi. Vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như Hyundai Accent MT bản đủ, có nghĩa là anh em được thêm một chiếc camera hành trình. Căn cứ vào giá bán là 395 triệu, em có tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 468 triệu, anh em ở Sài Gòn là 460 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 449 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 440 triệu. Chi phí trên áp dụng đối với xe không kinh doanh vận tải và đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem lại trên màn hình. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác đâu. Những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ vay ngân hàng tối đa là 335 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,8 triệu. Trong đó gốc chia đều là 3,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,3 triệu. Anh em nào cần đến bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi qua Zalo hoặc tin nhắn Facebook cho anh em để anh em tham khảo. Anh em nhìn vào đó, anh em có thể biết được là tổng cái tiền lãi trong suốt quá trình anh em vay là bao nhiêu tiền. Và với gói vay tối đa như vậy, chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 133 triệu, anh em ở Sài Gòn là 124 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 113 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 105 triệu. Anh em vẫn phải mua bảo hiểm thân vỏ vì anh em mua trả góp và năm đầu trị giá là 5,5 triệu. Anh em lưu ý, bảo hiểm thân vỏ này là áp dụng đối với xe không kinh doanh vận tải. Còn trường hợp anh em mua xe đăng ký biển vàng thì cái bảo hiểm thân vỏ nó sẽ cao hơn. Đồng thời anh em sẽ phải chuẩn bị cho em thêm chi phí đăng ký đăng kiểm xe. Và phần tiếp theo mời anh em cùng đến với nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Hyundai Accent tại thời điểm giữa tháng 2 này. Đối với Accent AT bản đặc biệt và AT bản tiêu chuẩn, em nhận giao xe trong tháng 2 tất cả các màu, có thể có những màu giao xe luôn cho anh em được, ví dụ như màu đen. Còn đối với Hyundai Accent MT bản đủ thì bên em cũng có màu đen giao, còn những màu còn lại không còn. Anh em muốn mua những màu khác thì anh em chờ xe sản xuất năm 2023. Và hiện tại vẫn chưa có lịch cho xe bản MT này. Chắc là tháng 3
em nghĩ là sẽ có đơn hàng kế hoạch của nhà máy để hỗ trợ anh em. Và đối với Hyundai Accent MT bản tiêu chuẩn thì em có một chặng thao ngay màu bạc, thì hiện tại bên em cũng hết xe rồi. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Hyundai Accent tại thời điểm giữa tháng 2 năm 2023 này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.